thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy Văn Tây Ninh, diễn biến thời tiết mây dông đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông, xét, đặc biệt tại khu vực huyện Châu Thành và Tân Biên. Cảnh báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông, xét cho nhiều khu vực, cụ thể như sau. Đối với huyện Châu Thành, gồm thị trấn, các xã Hảo Đức, Phước Vinh, Đông Khởi, Thái Bình, An Cơ, Biên Giới, Trí Bình, Hòa Hội, Thanh Điền. Tại Tân Biên gồm các xã Tân Lập, Mỏ Công, Trà Vong; thành phố Tây Ninh gồm phường 1, phường 2, phường 3, xã Tân Bình, Bình Minh. Sau đó mây dòng còn có khả năng mở rộng lan sang các khu vực lân cận trên khu vực tỉnh Tây Ninh. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20 mm, có nơi trên 25 mm. Trong cơn dòng, đề phòng lốc xét, gió giật mạnh cấp 5 cấp 7, 8 đến 17 m trên một giây. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến trong các bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.